Không váy cưới, không ồn ào náo nhiệt, không chú rể, họ hàng thân thuộc. Điều dưỡng Ngọc Diệp xuất hiện trong bộ áo dài đặc biệt, ra mắt quan viên hai họ đang ở điểm cầu Hà Nội. Chúng tôi cũng rất cảm ơn nhà trai, cũng mặc dù là khó khăn như vậy vẫn tạo điều kiện cho con dâu của mình đi công tác và đóng góp xây dựng chiến đấu cho người dân của thành phố Hồ Chí Minh. Sau đám cưới online, cô dâu sẽ lại khoác lên người bộ đồ bảo hộ để tiếp tục chiến đấu chống dịch. Và ngày cô chiến thắng trở về mới thực sự là ngày hạnh phúc trọn vẹn của hai bên gia đình. Quý vị quan tâm, muốn chia sẻ bài viết, ghi âm câu chuyện của mình tới chương trình, hãy liên hệ với chúng tôi qua fanpage VOV Live, email vovlive.vn@gmail.com, hotline 0825 12 58 58. Hệ thống nội dung số VOV Live, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 phố Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Lan tỏa, chung tay, thương nhau mùa dịch.